Đang chắc mình về ấy. Cái gì à? Hả? Màn hình bị Điệp sao anh đây? nay gia nhập không? Màn hình bị gì đây? Màn hình bị gì đấy phải không? F mấy? 9 hả? F9. Tiền nó kiểu này cũng cho em cái kèo 25 mẹ. Ok luôn anh quyết thôi, nhận kèo nhá. 25 mạng à. Nhận kèo luôn, sợ gì. Làm kia đi. Ảo à, thật. Thôi thua tầm 2 đồ nấm thường á. Này giòn đấy. Thôi được rồi. Cao quá vậy. Được không? Ok. Thế mẹ này do nó xiên chết hai thằng bây giờ này. Má ơi. Lúc đánh quá cái trường đánh. TT Hà Thanh 0706. Cái để xem địch lanh gì là áp gì thế ông? Professor đại ca. Luôn chịu thua luôn. Chịu thua. Chính nhẫn, sao em đem EV Pop bị chửi QTQ đi?
chính nhẫn, mặt cười. Như con bò luôn, lên hai phát báo hai mạng luôn, cái lùm má. Mẹ nó thật sự. Tám ích xịn, chính nhẫn tự cười. Chịu à, đủ, nó ngu nó còn đéo nhận, nó ngu nữa cơ. Thế thì con nói ngu còn không nhận là mình ngu thì chết giờ. Cứu nổi luôn. Cho con mắt không rồi. Chân Lan, kèo nào mới lên móc diệt đầu vậy? Kèo khó đánh. Nó lên đấy. Cày thuê thì phải chịu những thằng ngu á, nhưng mà nó ngu thì phải nói cho nó khôn nhá. Nó ngu kệ mẹ nó. Ngu liên quan đến tôi không mà phải chịu đó. Sao chết. Không có rừng nó lên là được. Rừng nó boss rồi. Nobita, kệ nó đi ông, mình hay mình im lặng đánh game chứ chắc làm gì mặt cười. Mẹ nó ngu có đổ thừa nó bó tay à. Nó lên nó báo thôi chết mẹ, đâu có chết đâu. Mà do nó không có cái mạng rồi luôn á. Do nãy tới giờ là 0-4 nữa. Nó fit một mạng với lại nó báo tôi mạng nữa. Giòn luôn. Giàu thì đổi tên. Anh Gigi ơi. Ơi, anh đây giàu thì đổi tên. Chạy mẹ nó chết. Cơ khí thanh toàn, anh Gigi ơi. Chân Lan, quy của theo y giòn, có kèm theo con đinh này bóc cầm ven mới rắc bùi khóc mặt cười. Muốn hành không vô hành. Làm kèo. Làm kèo vô mà hành. Mồm ai cho nói được. Nó giáo. Đây. Muốn hành không lên ăn cao mà hành thôi. Mẹ nhưng nó đầu hết. Đầy con mắt nữa mà. Hai con vợ ở lại đây đó. Nó tuyệt hết nhờ. Ngủ luôn rồi. Tao chơi nó giờ đây, mẹ ra mớt rồi chứ. Kit Gear 19, cách tốt nhất là chặn chat mà đánh vậy mới cân được. À, nó phèn quá. Kéo 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 thả đất được không? Vậy sao đánh đây?
8 exit sâu ra boss đó. Đừng đánh thương. Ừ, này luôn, boss ra nó này. Ôi giời, chết tao, thả e bây giờ này. Kid Gear 19 gặp Gaunter rồi khó. Ừ, lấy ra cái mặt kia được rồi. Thanh Long 8476. Ông đánh con này phải bao nhiêu điểm rồi? Thế vặt vai cả chuẩn. Có vợ ra mớt này nó hơi dày da. Kuminala Tao xuyên giáp đê. Mít tao lên đó mà phiền vai cả chuẩn luôn. Mít không lên. Mà đẩy cái top không chạy được. Linh Kiệt 88 xui. Trời, mít ta à. Mít ta không biết có sật đào không có. Trân trọng chém chuối. Chưa giòn đâu, giòn là có một chút à. Nãy giờ được farm ri á nè. Rồng ra chắc là phải bỏ rồng. 37 giây. Cứ bật R đánh cho chắc anh thôi. Cứ bật R đánh cho chắc anh. Dù gì chúng ta có gì đâu mất. Đẩy nó là không giòn nữa. An ally has been slain. Double kill. Biết tại chỉ có AD ở nhà thôi. Mà không hết lính rồi cơ. Giờ sao đẩy giờ? Tao nó tên này ok. Trời ơi. Quyền nó ra mớt lắm rồi này. End game có cái địch mà end được. Nó kéo xuống à, mẹ nó bọn này nó cũng chơi được rồi. Không có mùi đấy. Ba mươi tám Motekai Niêm thua. Nhờ Vĩnh Châu quá mấy ông ơi. Vĩnh Châu như bùa. Bỏ thất nghi mới ngon. Đánh một một bỏ thất nghi mới ngót tại vì nó cũng không ngon. Buôn béo, dìu đen, câu tơ được không phần.
vô danh counter rồi, quan trọng là cái đam của nó kìa. Ôi giời ơi, mẹ mày chết tao rồi. Quỷ này. Thật ra mớt nó có dí đâu chứ. Bọn này nó phiền vãi cả trường thật. Á, à, con leo bờ lăn nó dồn ra tao không nửa cây luôn. Chắc phải thắng phép thêm. Rồng ráng. Cho tem Lương Xuân Phúc, gươm vô danh với cuồng đao và cung xanh là chém được. Lợn lờ bề lê này nó không có đó, không có mắt này. Khánh Linh, hello anh Khánh. Mình trả giá đây con lợn nhựa, cái le đi đâu. Chào Khánh Linh nhá, hello em. Cái le đi đâu. Cái đi đâu thì mày cứ đi hết, mày không cần mày nói nhiều. Apeleos, một máu kìa. Hai. Kit gear 19, mặt cười. Nè con rồng. Chết không, vẫn thừa một cái. Hai. Dương Xuân Phúc, nhiệt độ mùa này không ngon lắm. Mà đang mang bước kiếm, mà có anh nhiệt độ đâu. Đó, ta le kìa. Tê le để làm gì thì không biết. Mày muốn đánh ra mớt đâu, muốn đánh ra mớt tao chỉ cho cách lên đồ này. Mày muốn đánh ra mớt thì đánh cả tem nó, đánh cả tem thì lên vũ điệu, còn đánh ra mớt thì... Đánh ra mớt thì có một cách lên đồ nữa. Đấy này nè. Nên cái này là counter ra mớt nè. Minh Hào, bỏ game 4 năm nhìn lại thấy khác nhỉ. Đấy, tôi lên đồ đánh ra mớt cho ông coi. Để tôi lên đồ, tôi bay, tôi băm ra mớt như chuối cho ông coi. Chấp nó một món nó đi ha, đợi nó một món nó cho nó 3 đồ mà 5 đồ đánh nó cân nhỉ. Đấy, lắc cả tay chết. Con bay vào. Cọ lú bằng nhau à, cái đợt nhựa này. Mày tự cọ lú bằng nhau à. Phúc Lê, hay. Nhanh lên, đẩy nhanh lên. Vừa lợi cậu béo về đi. Ủa. Nhanh lên ra. Dương Xuân Phúc, đi đi rừng sợ con nào ông? Nào chứ. Mới ra đây anh đọ kiếm em nè, chấp em cái trụ luôn á. Chấp em cái trụ cho em thế nào đấy. Phế vật. Quần mèo là con vợ gấu game trước nè. Gấu đần game trước chứ đâu. Mẹ mày. Ù như con bò.
11. Xin hợp hình. Zingerkey Gaming, khịa rừng nó đi anh tiên. Đang khịa đây, đang khịa đây. Mẹ nó chứ. Tí ra xem có lịch sử đấu lắm rồi nè. Xem có giống quỷ không. Quỷ tha ma mắt nó luôn đó chứ. Con bô hết rồi lính rồi. Combo hết vào lính rồi. Làm gì có ở đây đâu. Đổ mà thật rồi. Nó không có tóc. Ăn đấy. Vừa không ăn à. Qua nè. Qua nè. À thằng nhiều nó ăn mà nó không hiểu ăn kìa. Chờ thành bựu nha, thành bựu. Quan trọng là effect ngon. Nên cái này quan trọng ấy chứ. Bài trong đây tần mấy cái bài mấy ông lên lá phép ấy nha, nó hủy hết. Bài thì mấy ông hai lá bài trên sân ấy, nó ra một lá bài là hủy hết bài mấy ông luôn. AKA không mang tóc à. Akali thì mang tóc. Akali thường thường thì mang thiêu. Mang tele đúng rồi. Akali với Camole thì cũng là một. Cũng một nhà, cũng một cách đánh rồi. Thiếu một 14 QN. Hilu em tạ nhé. Chà nếu bự nha. Ta này mà hốt nó phát nó là nó cúp luôn game á. Tự sát là độ liếu nha đại ca. Tự nghĩ thôi. Tự nghĩ thôi. Bây giờ nó găm cho phát thì lại đói. Ui nó lên thật. Ai rồi. Ui rồi. Giòn nó giáo à. Ui da. Đấy, tắt chủ để về nhỉ. Ô, hình như không lấy được luôn à. Phải đánh hình thái mà đủ đam. Ôi, chết chứ nhờ. Hiệp Nguyễn, chưa thấy ông này dùng V kép vùi máu bao giờ nhỉ, toàn thấy khô máu. Giang hồ nó cười cái mặt luôn đấy chứ. Trời ơi, nó chạy được nó rồi. Mẹ thật. Hạ Momo, rank CT thì quế lanh dưới thì xanh. Thì sao? Sắp xanh là đúng rồi. Muốn cái mẹ gì?
Ủa đó rank cao xanh hả? Hay rank dưới thua rank cao xanh. Ui giời má. Khoai thế, không bỏ Agali nữa. Hay thật. À, chết rồi. Không chết, không chết. Xem nó hai phép à, hai phép này đánh sao? Có ông nào mà bảo đánh đánh thấp mà không bị hành đâu, bước ra đây. Mẹ mày Faker thích đánh vàng, đánh Việt Nam bị hành lòi mắt ra đi à. Nói chuyện ngu thì cũng phải nói vừa vừa thôi. Nói nhiều cũng không người ta cái được nữa. Hôm nào đảm bảo ra đâu xuống đánh thấp không bị hành. Đánh 10 game 20 game đéo bị hành game nào. Mà ranh lục bảo là ranh cao rồi chứ. Lục bảo đánh thấp dữ chưa. Mày nói chuyện ngu như con bò vậy. Nào đấy. Thằng nào nói bảo nó lục bảo nó hành đấy. Chuyện gì? Lê Xuân Tiến, ha ha. Bảo xuống lục bảo nó hành được rồi. Còn... Tóc đến đùa này. Cho mấy anh đấy. Chơi rồi hộp giáo ơi. Nó chọn được tôi rồi. Mẹ nó nói còn 2R nữa không? Viện hành mẹ đi. Thì tao bị răn bạc tao cũng ăn hành đầy ra chứ. Mày ngồi bị sụa ăn lục bạo là mẹ nó. Mất tình cảm ra luôn đấy chứ. Mẹ ơi. Nhà có liền. Ui hơi lát nha. Lát nữa ra. Mà lên mới ăn bà mà đi. Mình phiền quá gì. Quân tiếp viện tao tới chơi kìa quỷ. Quân tiếp viện tao tới kìa. Chạy nó là chạy không biết. Mẹ ăn đồng tao còn bị ăn hành chứ nó ăn bạc. Nhiều khi em thua 3 game liền ấy. Nào bảo ra lục bảo bị ăn hành thằng. Nói chuyện như cờ đã né mà ví dụ mà thằng nào mà bảo tao cày răng mà nó bảo lục bảo bị ăn hành nó thì khó. Lúc đó là không biết nói gì luôn đấy chứ. Cũng hôm qua có thằng đó. Người ta đang hỏi cày kéo răng mà tao cày xong tao mới nhận tiền đúng không? Giờ nó bảo tôi đánh là lục bảo tao thua sắp mặt liền. Mẹ nó không biết nó nói gì luôn. Răng cờ này chả thua được. Ai à, giòn đó. Trước khi tôi ra rừng là tôi đi top. Chứ đâu phải tôi tự nhiên tao vét lên top đâu, tôi đấm đâu mà. Mẹ con vợ này. Trông nó khó chịu thật. Vào nó luôn rồi. Mẹ nó chứ không bật đúp luôn à. Hay chưa. Chết luôn rồi nó, chết luôn rồi nó. Tiền, tiền. Tiền, tiền, tiền. Hãy